cái đàn bộ. Mùa quay ra đây chụp tấm ảnh này. Phim cho lên Facebook nhé. Không phải là cho anh đâu, người ơi, là quay phim. Chụp mà, với anh chụp mà. Thì anh cho xem. Thì lên cho lên để mấy anh đã chửi lại càng thêm chửi. Có những người nói là khi nào clip của kênh này không có em chứ đi thì tao hủy kênh. Tại sao? Tại vì không muốn không có thấy thông báo. Giờ mình vào xem là mình thấy những người mà mình không muốn thấy. Ví dụ một số người đấy là những người nào? Có biết đâu. Chứ nhìn ra đây là chứ. 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 Cùng xã luôn. Xã cũng được, cũng được. Thế cần của. Hả? Anh hỏi lại câu hỏi đi. Anh bảo là mùa thích yêu một người con trai như thế nào? Mẫu con trai người con trai như thế nào? Thích một mẫu người con trai. Xem mà anh có cơ hội không? Nói. Thích yêu một người cùng tuổi hay là lớn tuổi hơn hay là kém tuổi hơn? Lớn tuổi. Tầm mấy tuổi? 20. Tầm 20 tuổi á? 96 trở. Nhưng mà em chị mây 22. Tầm 96 là tầm mấy tuổi? 6 tuổi à? Ui, mấy tuổi đấy. Thế còn chứ? Chứ thích yêu một người hơn tuổi hơn mấy tuổi hay là kém chứ mấy tuổi? Thế nào cũng được, cùng tuổi cũng được, lớn hơn cũng được. Như là yêu nhau thôi, nghĩa là tình cảm người đó dành cho mình. Chắc là thế thì mình mất cơ hội rồi. Chắc thế rồi. Chắc thế. Buồn quá. Tí chắc là mình phải ăn mì cay cấp độ 7. Mì nó phải úp lâu rồi. Chứ dù mà thì sao mà người đẹp ăn ngon không? Của anh quay chợ của anh không hề bật kiếm tiền đâu mà. Anh chỉ là người chứ ta đăng lên... người ta đăng thì anh vẫn đăng thôi. Không tin à chứ? Hả? Không tin là của anh không bật kiếm tiền à? Thì em biết mà. Của anh không bật kiếm tiền à? À không. Kiếm tiền. Thì... không bật. Nếu bật thì phải có quảng cáo. Của anh hơn 2 triệu, gần 3 triệu. Nóng anh ạ. Thế sao không bật kiếm tiền? Thời gian đấy. Nhiều đó. Hay
2 triệu bảy trăm. Mấy ngày cho đốt cái ăn mì cay nữa là chắc lên 3 triệu. Yeah. Của anh nếu mà bật kiếm tiền cũng được nhiều mà. Nói chung là cũng có những người thì người ta cứ nói là bắt chước những người khác là ăn theo hay là cái gì kệ bọn nó. Mình thích thì mình làm cho anh nhỉ. Có những người hiểu thì anh nói, có những người mà Được thôi. Em chỉ thích anh quay thôi đúng không? Vâng. Không biết cái clip này mình phải đặt tiêu đề là như nào nhỉ? Ngon không? Cay không? Cứ ăn đi tí gọi thêm bát nữa, mỗi người bát nữa. Nhờ. Nếu mà thi ăn thì mỗi người phải thi ăn nhiều bát rồi. Ok. Và hai đều sô-cô-la. Đâu nó bảo một bạc hà mà nhỉ? Vâng. Rồi chết chết. Cái liền. Để cho tỏ hóng tích xuân nó lùi hết chứ. Cho anh mượn xe em tí được. Ờ, có, được. Muốn ăn mì cay ngon không? Có. Có cay không? Cay hay là ngon? Vừa cay vừa ngon. Cậu cảm thấy như thế nào? Sao đây? Chứ thử nhìn cái ánh mắt đưa tình xem ạ. Thế thử nhìn anh xem ạ. Đó, nhìn anh một cái xem ạ. Nhìn ra đây. Cần từ từ. Tức là trà sữa của em có cần đá không? Cần thì gọi. À, em ơi. Dạ. Em cho anh tí đá vào trà sữa. Thêm đá vào trà sữa này. Ừ. Gọi là anh đợi em tí. Ừ. Vừa đây anh gọi là một sô cô la một bậc hà mà em có nhầm không nhỉ? Anh không cảm thấy là kiểu lúc anh dồn quá trong làm nhầm em. Dạ. Anh thì không vấn đề nhưng mà bạn anh không biết bạn anh có dễ tính hay khó tính ở. Em có dễ tính không chứ? Có. Dễ tính à? Nhìn hai người đẹp này ăn ngon quá.
ăn gì? Mùa định đi học trường gì đấy? Em ạ. Nếu học xong 12 ạ. Em chắc trường Y. Dưới Lào Cai hả? Trung cấp Y đấy. Xác định thế thôi chứ em. Mình thích thì mình quay thôi. Thầy qua uống nước và chẳng biết sao mình khi mình quay mình chẳng biết nói gì, không thích chém gió như cái kiểu đã hay quay lên TikTok ấy, xong rồi là cái này em không. Thế em để cái son ở đây, em ăn cái em bôi lại, ăn cái bôi lại và môi. Quên hỏi mùa có bạn trai chưa đấy? Có bạn trai chưa đấy? Phép. Thế còn chưa? Nói thật, chưa có chưa? Ai? Bây giờ hết hoa tắm giáp mày rồi nhỉ? Hết rồi đúng không? Hết chưa mùa? Sáng nay mới giờ đi chợ đấy. Sáng nay mới giờ ra chợ đấy. Trời đi sớm thế. 8 rưỡi anh mới dậy cơ. Gần 9 rưỡi anh mới dậy. Hôm nay 7 giờ mới dậy. Nhưng mà hôm qua 3 giờ anh mới ngủ. Người hay giờ á? Giờ sớm để đi chợ. Lần nào chú cũng đi chợ nhé. Chăm chỉ đi chợ. Sáng nay có anh ngồi quay chưa? Phê á? Anh á? Anh này á hay anh nào? Quỳnh đẹp lắm. Đi. Đứng đi qua đây.